Thưa quý vị, lễ kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2023, tuyên dương điển hình dân vận khéo do Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay là dịp để hệ thống chính trị thành phố ôn lại truyền thống tự hào, chặng đường vẻ vang qua 93 năm, ghi nhận sự đóng góp của công tác dân vận trong sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Thủ Đức. Bà Phạm Thị Mười, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 1 phường An Phú Đông, quận 12 là điển hình người cán bộ dân vận, luôn nhiệt tình, gương mẫu, gần gũi người dân, mềm dẻo trong cách vận động, thực hiện nhiều hoạt động có lợi cho dân như sửa chữa một căn nhà tình bạn, chỉnh trang sửa chữa 7 tuyến hẻm, dọn dẹp khu phố luôn xanh sạch đẹp, an toàn, văn minh. Tất cả các quyền lợi của người dân chúng ta đều phải công khai. Như vậy thì người dân sẽ thấy được cái quyền và cái nghĩa vụ của người dân, người ta sẽ thấy được trách nhiệm của mình để người ta thực thi tất cả các công việc của mình dễ hơn. Anh Phạm Hữu Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Thới, huyện Nhà Bè, là người luôn tìm ra những cách làm mới, hiệu quả trong vận động sự đồng thuận của người dân, xây dựng khu nhà trọ văn minh, xanh sạch, an toàn, nghĩa tình, trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy tại các khu nhà trọ, xây dựng các tuyến hẻm thân thiện với môi trường. Trước hết là mình phải gần dân, làm sao cái tâm tư nguyện vọng của người dân thì mình truyền đạt những cái nội dung của lãnh đạo của xã mình đến người dân để cho người dân hiểu được nội dung đó là thiết thực, hiệu quả thì người dân mới thực hiện làm theo. Đây chỉ là hai trong số 68 điển hình dân vận khéo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Dù hoàn cảnh khác nhau, nhiệm vụ khác nhau, nhưng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ chúc mừng những tập thể, cá nhân điển hình dân vận khéo, khẳng định để công tác dân vận trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn nữa, cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm với phương châm dựa vào dân, lấy dân làm gốc. Muốn làm công tác dân vận tốt thì phải hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người dân. Muốn hiểu thì phải gần, phải lắng nghe, chia sẻ, vận động, tháo gỡ mới gọi là dân vận khéo. Phải nói trúng, nói đúng, muốn như vậy phải nắm bắt và dự báo tình hình. Và cũng nhân lễ kỷ niệm hôm nay, tôi thay mặt cái Ban Thường vụ Thành ủy xin được đặt hàng với hệ thống dân vận của thành phố một vấn đề hết sức quan trọng, đó chính là việc nắm bắt và đề xuất giải quyết cơ bản các bức xúc hợp pháp chính đáng của người dân trên địa bàn của thành phố. Bởi lẽ giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân cũng chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ đảng viên. Dịp này có 25 cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhận kỷ niệm chương, 97 tập thể, 68 cá nhân điển hình dân vận khéo năm 2023, 3 tập thể, 18 cá nhân đạt giải cuộc thi viết học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần dũng cảm năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người cán bộ dân vận đã được tuyên dương khen thưởng.